liên tục xuất hiện trong bảng xếp hạng top 10 Hot Topic. Chương trình Sao Nhập Ngũ do công ty truyền thông Viettel sản xuất được ghi nhận là một trong 5 chương trình truyền hình thực tế nổi bật nhất năm 2024. Và vào chiều ngày hôm qua mùng 5 tháng 8, nhà sản xuất đã tổ chức họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh ra mắt mùa tiếp theo với tên gọi Sao Nhập Ngũ 2024 Got Home Trên Lửa Đạn, với sự tham gia của 8 cô gái là các nghệ sĩ nổi tiếng. Với những thử thách khắc nghiệt, các nữ nghệ sĩ phải vượt lên chính mình, vượt lửa đạn để trở thành phiên bản tốt hơn, kỷ luật hơn. Để trở thành bộ đội đặc công, các nữ nghệ sĩ sẵn sàng gạt bỏ hình ảnh điệu đà, phấn son rạng rỡ nơi sân khấu, dấn thân hết mình, vượt qua nỗi sợ để trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn. Với tinh thần vượt lửa đạn, 8 cô gái sẽ trải nghiệm quá trình huấn luyện trở thành bộ đội đặc công, một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng mà khi vào đây thì tất cả mọi người đều kiểu như là biến hóa hết mình và gọi là thay đổi mình luôn ấy. Thay đổi rất là nhiều, và tôi nghĩ là từ gót hồng đang đi trên sàn các bước bình thường bây giờ là đi trên lửa đạn. Thì tôi nghĩ đó là một cái không rất là hay, nó mang tính ẩn dụ nhưng mà nó cũng thể hiện được rằng là đây là 8 cô gái yếu đuối nhưng mà mỏng manh, nhưng mà khi mà đã vào môi trường trong quân ngũ đã thay đổi mình như thế nào. Kỷ luật nhất này, thử thách nhất, mình đã chuẩn bị cái tinh thần như thế rồi nhưng vào vẫn thấy là khá là khắc nghiệt. Nhất là hôm đầu tiên, có lẽ là hôm khắc nghiệt nhất trong tất cả các hôm là bọn mình lên rừng. Và thực sự là mình đã nghĩ là 8 ngày đó là mình sẽ sống ở trong rừng luôn, nên là đang chuẩn bị tâm lý như thế, thì cuối cùng là được về đơn vị. Chưa bao giờ mình cái cảm giác là cái kiểu mà nằm rừng tầng mà sướng như là khách sạn 5 sao như vậy. Vì thực sự mình đã nghĩ là mình đã sống trên rừng luôn rồi, nên là bây giờ lúc mà được về đơn vị là coi như cái gì cũng thích, cái gì cũng sướng, không có dám đòi hỏi một cái gì nữa. Khác biệt với những mùa đã phát sóng, 8 nghệ sĩ trong Sao Nhập Ngũ 2024 Gót Hồng Trên Lửa Đạn đặt ra cho mình một mục tiêu chung: tôi đi tìm phiên bản tốt hơn của chính tôi. Đây cũng chính là thông điệp được nhà sản xuất Viettel Media truyền tải xuyên suốt chương trình. Và khi đưa các bạn vào trong môi trường quân ngũ, đặt bạn vào những cái thử thách, những gọi là cực khó và cực hạn ấy, để các bạn tìm ra những cái giới hạn mới của bản thân mình. Và cái nhóm đối tượng thứ hai thì là những bạn nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn, mong manh hơn và có vẻ là hơi bánh bèo một chút, nhưng các bạn ấy cũng sẽ phải đối mặt với những cái thử thách quân ngũ để rèn luyện bản thân mình và trở thành những cái phiên bản tốt hơn. Sau nhập ngũ mùa thứ 15 sẽ được phát sóng vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ hôm nay mùng 6 tháng 8. Lịch phát sóng cụ thể: 8 giờ trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, 21 giờ 10 trên HTV7, 21 giờ 30 trên YouTube Mocha và phát lại vào 12 giờ thứ 7 trên SCTV6.